Mẹo đã hết thì rồng bay dơ dẫn, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau, thay phơi mà chẳng núng nao. Như vậy thì ở đây đó, Đức Thầy cho biết năm mẹo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng đao binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình dạng sông. Như vậy thì ở trong cái thời kỳ này đó, quý vị ơi, qua cái giai đoạn năm 1919 Thầy mở đạo như vậy đó, là Thầy cứu vớt tất cả chúng sanh trong cái thời kỳ này đó, vượt qua những cái tai ách. Mà ở đất nước Việt Nam của chúng ta có một vị thánh nhân ra đời là cách đây trên 400 năm. 400 năm đó là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó quý vị. Ông có tiên đoán như thế này, và sau này đó lời của Đức Thầy đã dịch ra như thế này: Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xuất xứ nhiễu đao binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Và kính thưa quý vị, và Đức Thầy của chúng ta đã cho biết như thế này: Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong bá tánh nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh phia gà gái máu đào mới ngưng. Và như vậy thì long dĩ là gì? Dịch nghĩa long có nghĩa là rồng, dĩ là đuôi rồng, đầu rắn đó quý vị. Như vậy thì ở đây đó, hết cái năm thìn đó, Đức Thầy cho biết là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra. Kính thưa toàn thể chư quý vị, và đến cái nghĩa của cái câu mà mã đề dương cước anh hùng tận. Mã đề có nghĩa là con ngựa nó chuẩn bị chạy đó quý vị, mà nó đá cái giò lái lại con dê, gọi là Đức Thầy cho biết là con ngựa lại đá con dê. Và cái năm ngựa và cái năm con dê chúng ta sẽ chịu khổ đó. Hai điểm cuối cùng đó đó là tới năm Dậu nghe quý vị. Đức Thầy nói Dậu Phật ra đời thì thế giới bình an. Như vậy thì hôm nay đó, tất cả chúng ta ở đây đó cũng biết ngày ra đời năm 1939, Đức Thầy cũng cho biết đó, Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Như vậy thì năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng đao binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình. Trong cái thời kỳ này đó, con không kể cha, như vậy là vợ thì không kể chồng, có nghĩa là nó loạn luân can kỷ đó quý vị. Mà hiện tại bây giờ đó, Đức Thầy đã cho biết cái đời cùng tu gấp kịp thì. Hiện tại bây giờ đó, nếu mà chúng ta muốn dự cái đại hội Long Hoa, dự được cái ngày mà Đức Phật Đức Thầy trở lại, thì chúng ta nên nhớ lời của Đức Thầy đã nhắc nhở chúng ta đó, phải gắng cố gắng làm sao để làm tròn bổn phận của một người tín đồ. Có nghĩa là chúng ta phải hành được trong cái quan trọng nhất là phải giữ cái giới cấm. Đức Thầy cho biết là gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì trí. Như vậy thì ở đây Thầy đã khuyên nhắc của chúng ta từ năm 1939 cho đến hôm nay. Toàn thể cô bác và anh chị em mình nên nhớ đi, Thầy có than rằng như thế này. Thầy đã nói: gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Mà Thầy nói rõ là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thưa quý vị, ở đây đó, dầu cho mình có lên thiên đàng, mình có xuống địa ngục thì cũng do nơi cái tâm mình ra thôi. Mà hiện tại bây giờ đó, cái bệnh, cái chết, cái sanh, cái lão bệnh tử này cũng do nơi cái tâm mà sanh ra tất cả. Thì hôm nay đó, Thầy thả cái thuyền từ đưa đón chúng sanh trở về cái bờ bến giác mà chúng ta còn hờ hững đó. Mà Đức Thầy đã cho biết đó, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Thầy nhắc cho mình biết là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Đức Thầy đã tiên đoán như vậy rồi á, thì tại sao mình không có theo cái kim chỉ nam của Đức Thầy để cho
đến cái ngày mà Long Hoa Hội, đến cái ngày mà gặp nạn đó là có ơn trên và Đức Thầy, Đức Phật cứu giúp của mình đó. Nếu mà mình tin theo lời của Thầy dạy thì tất cả bà con đó, nên nhớ đó, Thầy nói là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Hiện tại bây giờ đó, nếu mà mình không rèn sớm á, thì cái món đồ mình đó không thể nào xài được. Mà muốn vào cửa của Hội Long Hoa thì chúng ta phải nên nhớ như thế này. Đức Thầy nói rõ cho mình biết là Hội Long Hoa là phải chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Cái người là phải có đầy đủ công đức, người là phải có đầy đủ đức hạnh mới bước vào cái cửa Long Hoa Hội được quý vị. Thì hôm nay á, tôi cũng có những lời khuyên toàn thể cô bác và anh chị em mình ở đây đó, tuân thủ theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy. Điều thứ 8, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Như vậy thì hôm nay đó, nhắc nhở với nhau để trao đổi những cái giáo lý của Thầy, tất cả bà con mình nên nhớ đó, gắng cố gắng giữ theo lời Thầy dạy để sau này mới gặp Thầy được. Và kính thưa quý vị, thì trong chọn một cái cuộc đời chúng ta hành đạo hôm nay thì gắng cố gắng, đừng có để phụ lòng Thầy nơi chốn mây rồng, đừng chia lìa Bát Tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ. Mình là người giống lạc hồng thượng cổ từ xưa tới nay, hôm nay đó mình đã đi lạc lối rồi quý vị, mình đã đi lạc lối thì hôm nay đó Thầy thắp một cái ngọn đuốc để dắt dẫn chúng ta trở về con đường chánh đạo. Mà Thầy đã nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Chúng ta cũng là con rồng cháu tiên mà hôm nay mình đi quá lạc đường rồi quý vị. Thì hôm nay Thầy nhận cái lệnh của Đức Phật Tổ mà xuống đây để dìu dắt và cứu vớt chúng ta trong cái thời kỳ cùng cuối này để trở về dự hội Long Hoa và được sống đời thánh đức. Hôm nay đó, trong cái cuộc mà gặp gỡ bà con để mà trao đổi, kính mong bà con chúng ta hôm nay gắng cố gắng để mà lo tròn cái phận sự Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Muốn về cõi Phật thì phải là lập thân cõi trần, muốn làm tròn nhân đạo thì phải vậy, giữ vẹn tứ ân, trước hết phải chánh tam nghiệp và trừ thập ác. Như vậy thì ở đây đó, tất cả những cái nghiệp ác của chúng ta hôm nay đó là mình không nên làm, mình phải chọn những cái điều lành để mà cho linh hồn được nhẹ nhàng trở về cảnh giới của Đức Phật. Thì cô bác và anh chị em hôm nay cũng có lời khuyên toàn bộ thể cô bác ở đây đó, cũng như là trong cái thời kỳ mạt pháp này mà Thầy nói rõ đó, trong một giáp thôi nghe quý vị, Đức Thầy nói là rõ là trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi khoa tràng, có nghĩa là đến kỳ thi đó, gần kỳ thi rồi, thì tam thiên lục bá khắp tràng hại dân. Như vậy thì ở đây đó, đến cái kỳ thi đó, Đức Thầy nói là kỳ thi, trường thi chưa mở, trống chưa thùng đó. Như vậy thì mình gắng cố gắng dưng theo lời của Đức Thầy, chúng ta là một vị Phật, đem cái công lao xiển dương chánh pháp hôm nay xuống đây để dạy dỗ và dắt lần về ngôi đúng quý vị. Thì tất cả bà con của mình nên nhớ như thế này, cái công lao của Đức Thầy, công lao của một vị Phật mà xuống đây đó, lăn lộn ở dưới cái cõi trần gian này đó, Đức Thầy cũng cho biết đó là hiện tại bây giờ đó mình, cái cuộc sống ở trên cõi ta bà này là một cuộc sống tạm đỡ thôi. Ở đây đó là mình nên nhớ như thế này, trần thế là nơi chốn náo nương, cũng như quán trọ ở ven đường, lữ khách dừng chân ngồi nghỉ tạm rồi cũng trở về nơi chốn diễn phương quý vị. Thì dầu cho mình có giàu có hoặc là mình dư giả tiền muôn bạc vạn gì đó, tất cả cô bác ơi mình cũng phải nên nhớ đi, chết rồi thì cũng nắm tay không à. Đó, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Như vậy thì ở đây đó, toàn thể cô bác cũng nhắn gửi cô bác từ trong ngoài nước, chúng ta nên nhớ như thế này, cái cuộc sống của con người của mình đó, bữa nay lên đây rồi ngày mai nó sẽ tan chứ không có gì chân. Chữ phù dân phú quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại quý vị ơi. Thì thôi, mình phải nên nhớ tuân thủ theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy để sau này đó được những vị Bồ Tát, những vị Phật ra đời để cứu độ chúng ta. Mà quan trọng nhất khi kỳ đầu tiên đó,
là sẽ có một cái đại dịch. À, hiện tại bây giờ đó, theo mình biết được đó là cái đại dịch này nó sẽ đi tới cái mức độ là rốt ráo trong cái thời kỳ thứ ba mà gọi là cái đại dịch Ban Đen đó. Cái Ban Đen này đó, ở tại Trung Quốc hiện giờ ta gọi là Lưỡi Đen đó. Mà ngày xưa đó, đầu tiên vào năm 1820, đó là một cái cơn dịch thứ nhất. À, đầu tiên là bà Câu Lãnh và ông Câu Lãnh lãnh cái bệnh đó đó quý vị. Đó là một cái đại dịch thứ nhất, đó là gọi là ban đỏ, mà ta gọi là đại sởi đỏ đó, là chết cũng mấy ngàn người ở đất nước Việt Nam của mình, từ Campuchia trở về Hà Tiên qua tới vùng Đồng Tháp. Thì lúc bấy giờ thì bà và ông lãnh bệnh, thì lúc đó là ngưng lại không còn bệnh nữa. Qua tới năm 1847, Đức Phật Thầy Tây An trị bệnh dân chúng ở tại chùa Tây An Cổ Tự đó, là lúc đó ngài dùng giấy vàng và nước lã để trị cho chúng sanh trong cái thời kỳ bệnh dịch thứ hai. Như vậy thì kéo dài cho tới năm 2020, 200 năm trở lại đó quý vị. Từ 2020 trở về đây đó thì sẽ có một cái đại dịch thứ ba. Nó hiện tại bây giờ đó mình thấy á, là cô bác mình thấy là rõ đó là cái bệnh dịch cái lưỡi đen này nó sẽ bùng phát á, ở thế giới. Nhưng mà Việt Nam của mình đó, hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam của mình là nhờ gì? Nhờ Đức Phật ra đời mà ngài chọn những cái vùng đặc biệt nhất đó là cõi Trung Ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh để chọn người trung hiếu. Như vậy thì đất nước Việt Nam của chúng ta dầu có tai nạn đi nữa, dầu có bệnh đi nữa thì nó cũng sẽ được vượt qua được, là tại vì nhờ thế nào? Nhờ câu niệm Phật, nhờ câu cầu nguyện đó. Như vậy thì ở đây đó mình phải tuân thủ theo lời của Đức Thầy và Đức Phật dạy để vượt qua những cái căn bệnh rồi những cái tai ách nó sẽ đưa tới đó, mà Đức Thầy đã tiên đoán cho biết trước đó, là những cái mùa màng, những cái là thời tiết đó nó sẽ không còn như ngày xưa nữa. Rồi sau này khi mà đến cái cuộc mà nó sẽ phong ba biến chuyển đó, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, như vậy thì mình không thể nào mà chạy đâu cho sức được hết trơn đó. Bởi vì á, ngày xưa đó thầy nói cho biết đó là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Như vậy thì như vậy nó còn đỡ nghe quý vị. Rồi đến cái kỳ cùng cuối nữa là không có chạy đâu được đó, là thầy nói là đến cơn bát loạn, có nghĩa là tám hướng luôn khó mà yên thân. Như vậy thì hôm nay đó mình muốn vượt qua cái cơn bát loạn này như thế nào, là mình phải hành tịnh độ, phải niệm Phật đó. Đức Thầy nói là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình đó. Như vậy thì ở đây đó thì tất cả bà con của mình đó, hiện tại trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, tất cả các pháp để gom về đó chỉ có cái pháp môn tịnh độ là cứu cánh giải thoát hết tất cả thôi bà con. Vậy thì để có những cái lời trao đổi cùng bà con, và cũng kính mong toàn thể quý cô bác và anh chị em gần xa cũng như là bà con ở tất cả các nước hướng tâm về đạo Phật và đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Thầy, của thầy tổ của chúng ta, thì cũng kính mong toàn thể cô bác tuân thủ theo lời thầy đã dạy. Thầy đã cho biết á, là mình phải cố gắng trì hành tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đó là Đức Thầy cho biết là môn tịnh độ là phương cứu cánh đó quý vị. Thì vậy chỉ có cái pháp môn đặc biệt nhất để cứu chúng ta, linh hồn của chúng ta vượt qua chốn nê hà. Thì vậy thì cũng có đôi lời trao đổi cùng toàn thể chư quý vị, chư quý cô bác cao kiến, cũng như có những điều gì sơ sót thì cũng ngưỡng mong toàn thể cô bác và anh chị em hoan hỷ dùm. Cầu chúc cho toàn thể cô bác nghe được những lời vàng ngọc của Đức Thầy, của các vị thánh, cũng hồi tâm tỉnh ngộ và quyết chí tu hành cho đạt thành kết quả cho đến ngày Long Hoa Đại Hội để gặp Phật gặp Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái như vậy thì cái mẫu chuyện nhân quả để về vấn đề là anh học trò ảnh gạt ông bá hộ đi. Mấy đệ có nghe mẫu chuyện đó chưa? Chưa, nhưng ông Tám nói.
Bây giờ nói luôn nha. Và xin thưa cùng toàn thể chung quý vị, để tiếp tục những lời vàng ngọc của tổ thầy cũng như các vị Phật thánh, thì hôm nay tôi xin nhắc lại một cái mẫu chuyện. Thứ nhất là mẫu chuyện nhân quả về cái việc mà giai nhân quả, có nghĩa là giai một mà trả mười. Kính thưa quý vị, vào một cái thời xưa, có một vị một anh học trò, vì có cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ, thì hôm đó anh cũng học hành để chuẩn bị lên kinh thi cử nha quý vị. Đó thì một ngày nọ, anh đi học qua 3 năm, lúc đó anh vừa học và nuôi mẹ già. Như vậy thì anh chẳng may là một thời gian đó đến cái ngày khoa thi, thì anh lặn lội lên tới cái kinh thành để anh thi quý vị. Như vậy thì không biết là cái số mạng anh như thế nào, khi anh lên đó thì anh không có đạt được theo ý nguyện, mà anh thi thì anh lại rớt, là anh không có đạt được cái khoa tràng. Như vậy thì anh buồn bã, anh mới lội lang thang trở về quê. Thì trong cái ngày mà anh trở về quê đó, thì lúc đó là anh mới là đi lang thang, thì anh mới thấy được cái bảng ở trên trước cửa nhà của một vị bá hộ đó, để một cái bảng là và để là coi như là giúp vốn là cho người làm ăn. Như vậy thì anh thư sinh này anh thấy được và anh có ý cũng mừng, vì cái lòng tham mà thầy nói rõ cho mình biết đó, là sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Cái tánh tham của người là tột đỉnh như quý vị. Thì anh mới sanh ra một cái kế. Như vậy thì anh buồn bã quá, anh mới sanh ra cái kế, thôi bây giờ mình lại đây để mình gạt ông bá hộ. Thì ông này thì ông có sẵn lòng từ bi để giúp đời. Như vậy thì ông lại ông mới nói tâu với ông bá hộ. Như vậy là nghe nói ông là giúp vốn cho người nghèo làm ăn có không? Ông nói dạ thưa có. Như vậy thì anh ta mới là nói thưa ông, hôm nay tôi muốn cần cái số vốn là 50 quan tiền để tôi về tôi làm ăn như vậy đó, ông có thể giúp giùm cho tôi được không? Ông bá hộ nói dạ được, như vậy thì anh tôi sẽ sẵn lòng giúp anh. Kính thưa quý vị, thì anh này á, kẻ nhất dạ mà thường sanh bá kế để gạt người làm thế cho mình đó. Như vậy thì anh này ảnh mới sanh tâm ra. Lúc đó là ông bá hộ ổng mới là nhận được cái lời đó, ổng mới giúp cho anh này một bao gạo, một con lừa và 50 quan tiền quý vị, để cho anh này trở về quê làm vốn nuôi mẹ. Như vậy anh này đắc chí quá đi, thì ảnh mới ra ảnh chào ông bá hộ trở về quê. Trong khi mà anh đi về đó, trong cái việc mà cái sự ham muốn của mình nó đạt thành rồi, anh vui sướng lắm. Và một ngày nọ đó, anh đi về một khoảng đường cũng khá xa mấy ngày rồi, anh mới vô trong một cái gốc cây bự đó, anh nằm đó, anh nằm đó để mà anh nghỉ mát một hồi nữa anh trở về quê đó. Thì anh mới gác chân lên anh nằm anh ngủ, thì con lừa nó cũng nằm khít một bên đó, bao gạo thì cũng để kế một bên đúng quý vị. Thì ảnh mới nằm đó cái ảnh cười tít tát lên, ảnh mới nói là thiệt tình đúng là ông bá hộ này ổng bị mình gạt rồi, chứ nếu mà bây giờ ổng đưa cho mình đó 50 quan tiền cho mình một con lừa và một bao gạo như vậy đó, thì thử hỏi như vậy mình có trả ổng được hay không. Xin thưa là không thể nào trở lại trả được, bởi vì cái tánh tham mà sẵn túi tham thì bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như bọt nước lằn mây, thân ta thường rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Như vậy thì anh này anh có một cái lòng tham muốn quá dục vọng. Kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em, thì trong khi đó anh vừa nói xong thì con lừa đó nó ngóc cái đầu lên, hai hàng nước mắt nó rớt rớt xuống đó quý vị. Thì con lừa này đó nó mới đứng dậy, anh ta mới hỏi ủa tại sao mà mày không mừng cho tao mà lại là mày còn khóc nữa lừa. Như vậy thì con lừa nó mới thốt lên, nó nói như thế này: dạ thưa anh, ngày xưa tôi đi ngang cái cánh đồng của ông bá hộ này đó, tôi đói quá tôi chỉ ăn có ổng có ba hột lúa thôi, để tôi qua cái cánh đồng uống nước cho đỡ đói như vậy đó. Thì
hôm nay đó tôi phải chịu như vậy là ba kiếp lừa để trả nợ cho ông bá hộ này đó quý vị. Anh này anh nghe một cái tiếng nói là cái nhân quả này nó quá nặng nề, là trả là một mà trả phải là gấp bằng đôi như vậy đó. Anh quản hồn mà anh nói thôi lừa ơi, mày làm ơn mày kéo cái bao gạo, mày kéo cái bao gạo với mày chở về ngay ông bá hộ đó, tao trả 50 quan tiền với bao gạo này, tao cảm ơn ổng và tao xin nhận cái lỗi là tao lừa ổng thôi. Từ đây sắp tới mày nói một câu nói như vậy tao hết hồn quá chía thôi, thì chở về đây đi. Thì ở đây đó đem lại gì, ổng trả lại cho ông bá hộ rồi đó, toàn là bộ tài sản của ông bá hộ giao đó, trả xin trả hết rồi đó. Thì hôm nay đó anh sẽ là nguyện hồi tâm tỉnh ngộ lại, là không còn lường gạt tất cả những cái việc mà làm của trong cái việc làm của anh để mà gạt ông bá hộ nữa. Thì ở đây đó Đức Thầy cũng cho biết là chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành, Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Như vậy thì cái mẫu chuyện lường gạt, đây là một cái mẫu chuyện mà nhân quả ăn một phải trả 10. Đây là một cái mẫu chuyện giác cho ở đời. Nếu ai có lòng tham, ai có cái tánh mà nhất dạ để sanh bá kế, thì xin ngưỡng mong toàn thể cô bác chúng ta sẽ hoài đầu trở lại để làm những cái điều thiện, hành thiện chi kinh. Xin trình với cô bác là cái mẫu chuyện đến đây đã hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà từ xưa tới nay cũng mới nhận được, và đây là một cái điều kiện mà hy hữu. Kính thưa quý vị cô bác ở đây, điểm thứ nhất là trên Thạch Đao thì vào một cái thời gian cách đây 2018 có một đợt như vậy là giữa đêm tự nhiên có một trận cuồng phong sấm sét nổi lên, thì một tiếng nổ rất lớn thì sáng lại, và hôm nay bà con chúng ta đến để nhận thấy được là một cây đao, một cái lưỡi đao đó quý vị, một cái lưỡi đao đó là gọi là thạch đao, nằm ở dưới chân của một cục đá đã nứt ra. Thì tất cả bà con ở đây nguyện giái với chư thần ở núi Ba Thê được thỉnh lên để cầu nguyện, và từ đó đại đao sẽ được dựng lên và cất lên một ngôi miếu để tôn thờ một tất cả những vị đại thần ở tại núi Ba Thê. Và kính thưa toàn thể chú quý vị, và kế tiếp vào một cái thời điểm thứ hai thì cách đây là chỉ có 2 năm trở lại đây, thì có một cái điều kỳ lạ nữa cũng ở trên chót núi của Ba Thê. Vào cái đêm 27 rạng sáng 28 là ngay cái ngày lễ của ngài Quang Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, thì một đêm như vậy thì một đêm đó đó là tự nhiên có một cục đá từ ở trên đỉnh cao lăn xuống. Mà thử nghĩ quý vị nhìn thấy được cục đá này từ ở trên lăn xuống cũng như không khác nào như một vị chư thần bưng để xuống ở tại giữa đường. Và kính thưa quý vị, vào cái đêm 27 sáng 28 thì tự nhiên có một cục đá đó quý vị từ ở trên đỉnh và lăn xuống. Nhưng mà đây là một cái bàn tay của một vị chư thần ở tại đỉnh núi Ba Thê dời xuống thì nằm ở giữa đường. Thì hôm nay đây là chứng minh cho mình thấy đó, không có động địa vào một cái cây nào hết. Đó là sự mầu nhiệm của thiên liêng ơn trên, các ngài đã sắp sẵn. Mà Đức Thầy đã cho biết những việc lạ kỳ đã có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa, còn người tâm đạo biết thừa tới đâu. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, được biết hôm nay đó vào cái nhân duyên hội ngộ trở về đây, thì tôi cũng xin nói qua chút ít những cái lời tiên tri của các vị cũng như là Phật, Thánh và lời tiên tri của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, ngày xưa đó vào cái thời kỳ cái nạn đói vào năm Kỷ Mão đó, Đức Thầy đã cho biết đó
Đức Thầy nhấn rõ cho mình biết đó là ba tiếng đói nghe quý vị. Một là đói, đói, đói là ba tiếng. Như vậy thì vào năm 1945 thì một trận đói là khởi lên ở tại miền Bắc, là hoàn toàn đó là ăn cái vỏ cây không quý vị, là cũng là năm mèo. Kính thưa toàn thể bà con, theo cái sự nhận xét hôm nay đó thì cái lời tiên đoán của Đức Thầy, chúng ta là một vị Phật ra đời và tại ở trên cái miền Nam đất Việt, hiện tại bây giờ đó đúng vào cái thời điểm